Cha nữ sinh mất hồn khi biết con bị giết ở chung cư Hà Đô. Và các bạn mất liên lạc với con từ tối hôm trước, cha mẹ Hằng đi tìm em mãi nhưng không thấy. Khi nhận tin con bị sát hại, cha của Hằng như người mất hồn, ngồi thất thần ở công an phường. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 1, nhiều người vẫn tập trung trước chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp bàn tán xôn xao chuyện nữ sinh bị bạn học cùng trường sát hại, bỏ xác vào thùng xốp. Có mặt tại đây, nhiều người choáng váng khi biết nạn nhân mới chỉ học lớp 9. Họ thương tiếc và tỏ thái độ phẫn nộ với kẻ nhẫn tâm ra tay sát hại cô bé. Một cư dân cho biết, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên ở phường 3 quận Gò Vấp xảy ra vụ án chấn động thế này. Hàng trăm người kéo đến vây kín cả trong và ngoài chung cư Hà Đô để theo dõi vụ việc. Lúc tối, tôi đi làm về thấy chung cư đông bất thường, cảnh sát ra vô nườm nượp nên mới lật ra hỏi chuyện. Nghe xong tôi choáng váng mặt mày, không hiểu sao hung thủ ra tay tàn nhẫn thế, một người ở chung cư Hà Đô nói. Trong khi đó, một cô gái sống ở lầu 4 chung cư Hà Đô cho rằng vụ án này sẽ còn ám ảnh cô nhiều ngày. Cứ đi vào cầu thang, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh nữ sinh tội nghiệp đó, mong cô bé sớm siêu thoát. Không chỉ người sống trong chung cư Hà Đô, những hộ kinh doanh gần đó hay từ các nơi khác nghe tin chạy đến đều bàng hoàng khi biết hung thủ sát hại cô bé bằng gậy sắt và giấu xác nạn nhân vào thùng xốp rồi định mang đi nơi khác phi tang. Nhiều người hãi hùng khi biết tuổi đời nghi phạm chỉ mới 16, nhưng phương thức gây án cũng như cách chối bỏ tội lỗi rất lạnh lùng. Sáng nay, bạn bè, hàng xóm nạn nhân hay tin thi thể Nguyễn Thị Thu Hằng được đưa về nhà sau khi khám nghiệm tử thi. Nhiều người đã đến phụ giúp gia đình dọn dẹp nhà cửa, dán giấy báo lên tường, chuẩn bị làm đám tang cho em. Có mặt tại đây, nhiều người không kìm được cảm xúc. Họ khóc khi những kỷ niệm với nữ sinh ùa về. Anh Tú, bí thư đoàn khu phố 12 cho biết vẫn chưa tin Hằng đã chết. Sự ra đi của em không chỉ khiến gia đình mà bạn bè của em cũng cảm thấy đau đớn, xót thương. Theo anh Tú, Hằng là nữ sinh dễ thương, ngoan hiền, được nhiều người quý mến. Những ngày hè, em thường tham gia sinh hoạt ở khu phố. Hằng là người tích cực, hằng hái tham gia tất cả các hoạt động tập thể. Anh Tú thở dài. Tôi từng hứa sẽ đưa các em đi ăn nếu tham gia sinh hoạt đầy đủ. Hằng là một trong số đó. Tôi thực hiện lời hứa khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Tôi còn định đưa bé lên làm đoàn viên nòng cốt. Cũng theo anh Tú, bố mẹ mất liên lạc với Hằng từ tối hôm trước. Họ đi tìm con mãi nhưng không thấy. Đến khi nhận tin con bị sát hại, bố của em như người mất hồn lên công an phường ngồi bất thần ở đó. Anh Tú nghẹn ngào, không khí nhà bé tràn ngập nỗi đau, không ai kiềm chế được cảm xúc. Họ nhớ Hằng, tất cả đều khóc và nhớ Hằng, đau đớn quá. Nói về nghi phạm sát hại Hằng, anh Tú cho biết người này đeo kính, gương mặt hiền lành. Bình, tên nghi phạm, học chung trường với nữ sinh. Tuy lớn hơn nạn nhân 1 tuổi, nhưng ở lại lớp 1 năm nên học cục khối. Ngoài ra anh không biết Bình và Hằng có yêu nhau hay không. Tối ngày 13 tháng 1, tại cơ quan điều tra, nghi phạm Nguyễn Phạm Quốc Bình 16 tuổi ở quận Gò Vấp khai khoảng 20:30 đêm 12 tháng 1, Bình rủ Hằng đến chung cư Hà Đô chơi. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Bình dù nạn nhân vào cầu thang thoát hiểm ở chung cư để nói chuyện. Tại đây, Bình đã dùng dây sắt đánh vào đầu Hằng, khiến nữ sinh gục ngã, tử vong. Thấy nạn nhân nằm bất động, hung thủ lục trong người nạn nhân, lấy điện thoại và tiền, sau đó bỏ xác bạn học cùng trường vào thùng xốp rồi lấy dây buộc chặt đưa lên tầng 6 chung cư để giấu. Chiều hôm sau, Bình thuê người chạy xe ba gác đến chung cư để khi thùng xốp chứa xác nữ sinh đi nơi khác phi tang. Trong lúc nghi phạm chuyển thùng xốp đã bị bảo vệ chung cư phát hiện.